Nga và Kazakhstan đã phát lệnh sơ tán hơn 100.000 người sau khi băng tuyết tan nhanh dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng nhất trong ít nhất 70 năm qua. Băng tan đã khiến nước sông dâng cao ở nhiều khu vực tại dãy núi Ural, Siberia thuộc Nga và Kazakhstan, đặc biệt là những nơi gần các sông như Ural và Tobol. Theo các quan chức địa phương, chỉ trong vòng vài giờ, nước sông đã dâng nhiều mét lên mức cao nhất từng được ghi nhận. Đêm 9 tháng 4, mực nước sông Ural tại thành phố Orenburg đã đạt 9,31 mét, vượt mức nguy cấp là 9,30 mét. Tại thượng nguồn sông Ural, nước lũ đã làm vỡ đập tại thành phố Oskol hôm 5 tháng 4. Theo các quan chức địa phương, đến nay mực nước tại Oskol đã giảm 21 cm xuống còn 9,07 mét, vẫn trên mức nguy hiểm là 7 mét. Tại thành phố Kurgan, có sông Tobol đi qua, các quan chức cảnh báo nước sẽ tiếp tục dâng trong 3 ngày và dự báo tình hình khó khăn sẽ kéo dài đến hết tháng 4. Vùng Tyumen ở Tây Siberia cũng ban bố tình trạng khẩn cấp. Tại Kazakhstan, hầu hết những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các vùng giáp biên giới Nga và có các sông bắt nguồn từ Nga đi qua. 86.000 người tại Kazakhstan đã được sơ tán.